Hôm nay là mình tập lưng và xô nha. Và hôm nay mình muốn chỉ cho các bạn cách tập xô và tất cả các kiểu tập hít xà. Và cái này mình tập khá là 15 hiệp. Mỗi một hiệp mình tập đâu đó cố gắng hít khoảng 10-12 cái. Và 12 cái và 2 hiệp một bài. Ok các bạn nha, bây giờ bắt đầu tập đó. Thì mỗi hiệp có tập từ 10-12 cái. Và mỗi hiệp là khoảng phút, có nghĩa mình ta hít khoảng 10-12 cái rồi. Còn dư bao nhiêu giây mình sẽ nghỉ cho tới hết phút đó. Ok, bắt đầu nha. Đấy, bắt đầu hít đó. Không, bên anh là bây giờ tối rồi, thấy không? Bây giờ là 8:10 rồi. Cái bài này xà này á là tập mỗi 1 phút. Mình sẽ cố là mình hết khoảng 10-12 cái. Mình hết xong bao lâu á thì mình có thời gian mình nghỉ cho hết phút đó. Ví dụ bây giờ là phút đầu tiên. Mình hết 12 cái cho vòng 15 giây. Có nghĩa mình có 15 giây để. Có nghĩa mình có 45 giây để nghỉ ngơi. Đó. Giờ là bài hít xà đơn giản trước, hít để tạo tay rộng. Giờ hiệp thứ 2 nha. Đó. Đây cái đó là hiệp thứ 2. Bây giờ là bài thứ nhất. Bây giờ bài kế là mình sẽ tập là bài L pull up, có nghĩa để chân mình hình chia L đó. Rồi L pull up sẽ thầy cùng cố vậy. Và mình sẽ cố hết là khoảng cũng 10-12 cái. Ok. Giờ sang hiệp thứ 3. Chào các bạn nha. Chào các em. Cái bài hít này á là mình đưa cái chân mình lên trước hình chữ L, xong mình sẽ kéo người mình lên. Cái bài này á nó sẽ giúp mình tập trung vô phần lưng được nhiều hơn. Lý do là lúc mình kéo người lên á, cái mặt mình á sẽ xa cái xà ra. Lúc mình xa cái xà ra, mình sẽ bớt dùng cái phần khuỷu tay nhiều. Mình sẽ làm như vậy thì sẽ tập trung cái phần này nhiều hơn. Hiểu không? Thay vì là mình cứ kéo lên cái xuống như vậy á, là kéo vậy á thì sẽ vô phần này nhiều quá. Ok. Giờ hiệp thứ 4 cũng vậy luôn, thì chưa lò lên. Bây giờ mình sẽ bỏ cái máy qua đây cho bạn thấy nha. Bài đó nó là như vậy, đó là L pull up. Mình sẽ để cái chân cong lên. Bây giờ là xong 4 hiệp. Bây giờ hiệp thứ 5 mình sẽ kéo lên cái bài này là bài commando pull up. Commando là mình sẽ cầm cái tay vậy, tay trước tay sau. Cái tay nào á mà đằng sau á, cái này đằng trước sẽ kéo đầu qua bên. Về hết cho bạn coi nha. Cái bài này á mình sẽ tập cho phần này rất nhiều, nó hơi khó một xíu, các em có thể thử. Bây giờ thử cho các bạn coi nha. Đây là bài thứ 3, hiệp thứ 5 nha. Đây trước đây sau.
Cái này là cái trước á, thì khách bỏ đầu qua bên. Đó. Cái bài này á, mình sẽ tập 4 hiệp, 2 hiệp mỗi bên. Đó, để tay trước tay sau, sát sao mình tí xíu. Tay nào đằng trước á, thì cái điểm trên đầu bên bên. Một 2 hiệp, 2 hiệp bên này, 2 bên kia, mình sẽ đổi qua đợt lại. Giờ tập này, lát sẽ đổi qua bên này. Đầu qua bên này. Nên bạn sẽ tập. Tập như nó là hơi sai, tại cái cổ rụt lại. Các bạn cố tập á, và thả lỏng cái cổ tí xíu. Đừng có rụt cổ lại gì không có tốt. Thả lỏng người, ưng người ra nha. Giờ sang hiệp thứ 2, 3, hiệp thứ 6 chứ. Đúng rồi. Đó, lúc mình kéo người mình lên á, cố gắng á, là cái người mình á, phải đối diện với cái cây trước mặt mình á. Cố gắng đừng có để cái vai mình xoay ra xoay lại. Để cái vai mình với cái cây á, là phải vuông góc. Nha, cái bài này rất là khó. Cố gắng á, tại vì á, mình sẽ cố gắng dùng cái lưng của mình á, giữ cái người mình thẳng. Nó rất là tập trung vô phần xô của mình á. Các bạn cứ thử đi mà mới biết được. Bây giờ là hiệp thứ 8 rồi. Giờ để đầu qua kia kéo tiếp. Can you? Yeah. What is this? Yeah. Sorry. Đó, tay em theo. Đó, cái ghé đó vậy. This Facebook? No, it's YouTube. Đó, và vậy. Giờ hai bên kia rồi. Giờ hiệp thứ 2. Kéo qua này. Để mình chỉ nó cái tập nha. Còn một phần này quan trọng nữa. Phải có người kéo lên hay bị đau chỗ này đó. Hãy cố gắng á, lúc kéo lên á, đừng có cong cái tay kéo người lên. Nó sẽ rất dễ bị đau chỗ này. Chỉ có nắm tay thẳng. Chỗ này nó thẳng vậy nè. Nắm chặt lại, kéo lên. Đừng có gheo gì. Vậy sẽ dễ bị đau cái đây, hiểu không? Phải chú ký lúc kéo người lên đó, ngực mình không có ra về nha. Ngực mình ra thì nó vô trong đây. Vậy kéo của bên này nha. Mỗi bên. Bây giờ cái bài kế, cái bài này là một trong những bài dường như là khó nhất. Mình sẽ cố đưa cái người mình lên trong thế ngồi, hơi có thể mình làm trong đưa người mình lên trong cái thế ngồi á, đưa người mình ra, kéo người mình lên. Cái mẹ bài này á phải tập trung vào cái show rất là khó. Cái bài này là bài cho những người coi như là đã chuyên về pull up rồi á, người ta mới cả kéo được bài này. Và bài này dường như là mình không ăn gian được, mình phải bắt buộc dùng cái xô mình, cái xô mình khỏe lắm á mới làm được bài này. Và coi bài này nha. Bây giờ hôm nay hơi mệt,
Hy vọng làm được bài đề tốt để cho bạn coi nha. Can you watch the show after? We're gonna do two set each exercise. Two set. So I did like a two. So now you do the commando pull-up. Yes. Yes. Đó. Các bài đó là một trong những bài khó của xà đơn đó. Là mình giữ người mình lên, chân mình á đưa lên thiệt là cao, kéo người mình lên xuống. Nhớ nha, mắt mình nhìn vô cái chân mình và phải thấy cái chân mình đưa lên đưa xuống, có nghĩa là cái bụng mình nó gồng chặt lại, đưa người lên xuống đều, khóa cái phần này xuống, tôi chỉ có cái xô mình kéo người mình lên xuống vậy đó. Kéo như này nó hơi sai, thấy không, là kéo đừng cố xoay người, nếu xoay người vậy á thì nó sẽ không vô trong xô nhiều, cố gắng để cái người phải thẳng, cái ngực mình á với cái cây trước mặt nè phải vuông góc. Bây giờ mình làm một cái nữa mà mình xoay qua hướng này. Kéo bài này, cố gắng tập bài nào á phải cố gắng kéo cái sức mình á thì mới vô cái xô, đừng có tập lưng á mà vô trong tay nhiều quá. Thấy không, kéo lên đừng có xoay người vậy, qua cái người phải vuông góc cái cây. Giờ còn một bài nữa, cú hít xà trong hai tay sát như vậy, hít người mình lên, kéo càng mạnh càng tốt, kéo người vô như là muốn hít 10 người mình qua khỏi cái xà luôn đó. Nhớ nha, cái người mình sẽ lên cái thế là xéo vậy nè, kéo mạnh lên càng mạnh càng tốt. Bây giờ cho bạn coi nha. Cái bài này á nó là kéo như vậy, đưa người về lên cái này kéo xuống, cái đó đại khái là nhiều bài hết xà đơn là các bài có thể coi và tham khảo. Lát nữa còn một hiệp nữa phải coi thêm một bài nữa để xem bạn coi. Này cái nó hơi nặng nên nó kéo người phải xấu, nhưng mà rồi đấy, nó cố gắng nó kéo thì được hơn. Giờ kéo bài này từ từ cho bạn coi nha.
nãy giờ quên tập mấy hiệp rồi, giờ còn 2 hiệp nữa. Mà của cái bài cuối cùng là bài mình sẽ giữ người mình lại và mình chỉ cần đá cái người mình lên dậy dậy, cố gắng á là lên càng cao càng tốt. Nếu mà muốn dễ thì co chân mình vô, mà muốn khó nữa thì chân mình thẳng ra. Cái chân mình càng thẳng thì càng khó. Cái bài này gọi bài leg raise pull up. Coi bài này kỹ nha. Muốn dễ thì co người chân lại. Mình cố mình nhấc cái phần eo mình hông mình đưa lên càng cao càng tốt. Nếu mình dễ thì co chân vô, khó tí xíu thì chân mình thẳng thẳng ra. Chân mình càng thẳng thì càng khó. Có bài nữa, có cái tập xong nha. Thế kéo như này không? Cố gắng để cái tay thẳng ra tí xíu nữa. Cái tay nó hơi cong tí xíu. Bởi vì như mình chưa có xuống thẳng hết cỡ thì cái xô mình nó sẽ cong nở được hết mức. Ok, cái đó khá là mấy bài đó. Hôm nay là tất cả các bài sẵn sàng. Ok, nếu các bạn có thắc mắc gì về mấy cái bài kéo này thì hỏi mình. Và cứ tập thử đi, rồi nói cho mình hay là các bạn cảm giác sao. Ok, mấy cái bài này á, để show mình nữa. Nhớ nha, cái tập bài kỹ, bài nào cũng vậy. Cố gắng mà phải tập kỹ và đừng có vô tập đại thì dễ bị hư tướng của mình lắm. Mà hư rồi thì có sửa. Nếu các bạn có thắc mắc thì cứ hỏi mình hoặc comment bên dưới. Và mong là hôm nay mình đã chỉ dựng cho các bạn cái gì đó. Và mong các bạn thích ha. Và nhớ nha, nhớ subscribe cho mình cái và like và share cũng được. Cảm ơn các bạn ha. Bye bye. Nhớ tên của mình là Justin và kênh của mình là Justin Invasion. Ok các bạn, bye bye.